Mong rằng là hôm nay không gặp mấy thằng khủng bố như hôm qua. Ui mẹ, cái thằng taxi này. Mẹ, mày đi đứng không nhìn đường à? Được rồi, thế thì cái thằng này nó không biết mình làm chị đại rồi. Ơ, láo ấy, bốc còi à? Mày này láo này, dựng con mẹ bông keo chặn đường. Ui, chết mẹ ơi, tôi vừa gây ra một cái vụ tai nạn không ạ? Ui, đâm xe liên hoàn luôn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sổ ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. What? Cái méo gì đây? Công ơi, thế nào lúc nãy tôi vẫn đang ngủ ngon, tự nhiên mở mắt dậy cái tự nhiên thấy mình rớt xuống ấy. Cái thành phố nó lại như thế này, toang rồi. Rơi từ trên cao này ngã xuống chết mẹ à, chứ nhở. Ui, chết mẹ rồi. Ok. Yo, chào mọi người nhá. Quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Vâng, hôm nay tôi sẽ hóa thân trở thành Kelly. Hiện tại thì chúng ta sẽ thực hiện kỹ năng gọi là lái xe đạp đỉnh cao nhá. Ui giời, tôi cứ phải gọi là trình độ này, lạng lách đánh võng nó cứ phải gọi là cao thủ các ông ạ, được chưa ạ? Tự nhiên kiểu đang ngủ ngon thì tôi rơi vào cái thành phố này nên là bây giờ tôi sẽ đạp xe đi khám phá thành phố đã. Sau mấy hôm này, ui chết chết, nói chung đường dây của chúng nó. Mà thế méo nào kiểu. Chưa gì trời đã tối rồi công ạ. Đấy, thế thôi anh em, tôi quyết định ở trời tối rồi nên tôi sẽ về nhà nhá. Ơ, thế méo nào. Ui, hình như là có khủng bố đến nhà mình nhá. Tự nhiên kiểu, đâu ra cái thằng cầm súng nó đi trước cửa nhà mình đấy. Ui, mẹ ơi, em có người yêu rồi anh ơi. Có muốn làm người yêu anh không? Không. Em không làm người yêu anh đâu, anh đừng hỏi như thế. Ui, mẹ, nó cứ tán tỉnh tôi không ạ. Để coi nào. Ui, nó vẫn theo tôi, anh ơi đừng. Em có người yêu rồi, em lấy chồng rồi, hai con rồi. Mẹ, nó bắn tôi này. Cái đấy. Mẹ, chưa có bao giờ kiểu thể loại thanh niên để mà tán gái kiểu này. Chưa gì đã bắt đầu dí súng vào người ta rồi. Hỏng các bạn ạ. Kể cả tôi chưa có người yêu, tôi vẫn nói là em có người yêu rồi, mẹ có chồng rồi. Thế mà nó lại cầm súng nó dã tôi luôn. Tôi quyết định là tôi nghĩ là tôi sẽ làm đĩ điếm để kiếm thêm tiền anh em ạ. Ô, chị ơi, chị. Địa bàn hoạt động ở đây như nào? Phí thuế bao nhiêu chị? Mẹ chó này, hỏi không nói này. Mày tưởng mày ngon à? Đi điểm này, sang chảnh này. Mày này. Tao dập nát của quý của mày này. Cơ bản là tôi đang tính làm đi điểm thì tôi hỏi xem là chị này, chị lớn ở đây, xem là ví dụ kiểu đóng thuế thu nhập như nào các bạn ạ. Đấy, để tôi kiếm thêm thu nhập cái mà nói chả nói gì cả. Vâng. Tôi quay trở lại căn nhà của mình nhưng mà hình như là nhầm rồi. Cái bên này là nhà mình. Ui thế méo là lúc nãy kiểu tí là tôi đi nhầm vào nhà người khác. Ôi chết mẹ ơi. Cái gì đây? Về nhà mình cũng đòi 10.000 đô á. Sao nó bảo là tôi phải mua nhà. Chết mẹ, tôi cứ tưởng là tôi có nhà rồi. Đậu sai. Thế thì ngủ ngoài đường. Ô mẹ cái thằng này. Đi xe mất dạy nhở. Nhanh này xuống đây nói chuyện này. Đi xe hút láo. Thế méo nào. Ô chú cảnh sát, chú ơi đừng. Cháu có làm gì đâu, thằng kia nó đi xe mất dậy. Xong rồi cháu chỉ muốn gọi nó xuống thôi. Mà cháu lỡ tay đấm vào xe nó. Ui chú cảnh sát ơi, chú đừng. Thôi chú ơi, cháu tuổi trẻ, cháu chưa trải sự đời. Ui trời ơi. Ui chú vẫn lùa theo tôi không ạ. Ui chạy nhanh. Quay trở lại cái vị trí con xe đạp của tôi đấy không ạ. Thôi. Mẹ chú ơi, bỏ hẳn con xe gọi là xe cảnh sát giữa đường chỉ để cầm chảo lùa tôi. Chú cũng vãi hàng quá cơ. Yeah, tôi sẽ khám phá thêm cái thành phố này nào. À, ở đây hình như là có quán bar này. Ui, tự nhiên kiểu tôi sống một cuộc sống mới anh em ạ. Ngủ dậy cái, sống ở một cái thành phố xa lạ, vào thử quán bar này xem nào. Mà tôi ăn mặc thế này trông kiểu hơi quê nhỉ. Thôi, chắc không sao anh em ạ. Yo, đại gia đến quán bar này. Phục vụ đâu? Lôi ra chai rượu chi vát 18 nhanh. Rượu đâu, phục vụ đi. Mẹ ở đây toàn đi điểm không ạ. Mẹ nhìn chúng nó ăn mặc này. Vai cả hàng thật. Này, con phục vụ, cho tao chai rượu Chivas 18. Mẹ, tao là khách VIP ở đây. Mẹ, trông mặt nó cứ vinh vinh này. Sao tao hỏi mày không trả lời. À, con chó này. Mày láo này, mày láo với tao này. Đa bảo kêu rượu không mang ra. Ui, mẹ ơi, bảo vệ nó bắn tôi. À, thì ra là chú em. Từ. Mẹ nó cầm súng không ạ. Mày này, ui, mày này. Làm sao, mày giỡn với chị đấy à. Thôi. Quán bar này là quán bar kiểu mất dạy vách ở trường à? Khách gọi rượu không mang ra anh em ạ.
tôi sẽ chẳng bao giờ tôi vào lại quán bar này nữa. Đấy, ui, xe đạp, lái xe tôi cũng bốc đầu tốt anh em ạ, kỹ thuật mà lại. Ui dồi, mẹ, chích, lái xe thế này, toang anh em ạ. Đấy, xe đạp lạng lách đánh võng đó là nghề của tôi rồi. Đấy, chuẩn bị về nhà cái này. Mong rằng là hôm nay không gặp mấy thằng khủng bố như hôm qua. Ui dồi mẹ, cái thằng taxi này. Mẹ, mày đi đứng không nhìn đường à? Được rồi, thế thì cái thằng này nó không biết mình làm chị đại rồi. Ớp láo ấy, bốc còi à? Mày này láo này, dựng con mẹ bông keo chặn đường. Ui, chết mẹ ơi, tôi vừa gây ra một cái vụ tai nạn không ạ? Ui, đâm xe liên hoàn luôn. Mẹ hiểu sao, cái thành phố này nó bạo động vãi trưởng. Ui, lại có bắn nhau rồi. Thôi anh em, về nhà tắm phát này. Lại kiểu tôi đang buồn vệ sinh, sắp ra quần, sắp xoắn đến nơi rồi anh em ạ. Nhanh. Về nhà thôi, không gây sự nữa. Đậu xanh, tôi chỉ muốn là một cô gái hiền lành thôi. Đấy, mà ở cái thành phố này nguy hiểm vãi. Tốt nhất là thôi, tôi đi con xe nó vào trong nhà một tí các bạn ạ. Để kiểu này, tí ra ngoài, không thấy xe đâu. Đấy, tôi phải đi nó cẩn thận một tí. Ví dụ để trước hiên nhà này, không phải lo này. Ok chưa ạ? Đấy, để xe thế này chắc là ổn rồi, không sao đâu. Không là bị mất anh em ạ, chứ để ở cái ngoài ngõ thì kia chúng nó lấy xe mình luôn. Vâng, tôi đã quay trở về với căn nhà của mình. Phòng ốc ấy đẹp đẽ, sạch sẽ nhở. Mà từ từ anh em ạ, đi vệ sinh phát nhá, buồn lắm rồi. Vâng, tầm này tôi đói quá, vào bếp ấy xem có gì ăn không các bạn ạ. Ui, bếp chả có thức ăn mẹ gì cả, trống trơn luôn anh em ạ, chán thật. Thế tôi hôm nay tôi quyết định nhịn đói các bạn ạ. Người tôi bây giờ nó bốc hơi lên rồi anh em ơi, nhưng mà tôi nghĩ là không cần tắm đâu. Đấy, thay đồ thôi được rồi, tắm làm cái gì anh em ạ, tốn nước. Này, đóng cửa nhá. Ok. Thật ra thì các bạn có thể thấy là đây nó giống cái bộ lúc nãy, nhưng mà không phải đâu. Tôi có hai bộ mà, luôn phiên thay đổi nhá. Trông mình cũng ngon phết nhở, mỗi tội ngực hơi lép. Thôi không sao, cơ bản là tôi con nhà giàu mà lại. Yes, bây giờ đến giờ rồi, lấy xe đi dạo phố tí đấy. Riêng gì chứ dăm ba con xe này, nhà tôi đầy công ạ. Dẫn anh em đi dạo phố nhá. Thế méo nó vừa mới tăng ga, dân nó chạy loạn. Ui, tôi đâm vào cột rồi. Thôi, ui, tôi cán luôn người. Vãi. Ui, mấy anh em không quý, cái thằng taxi nó lại còn chắn đường tôi nữa. Xe này cơ bản nó mạnh quá. Ui, đây là lý do các bạn nhá, đừng nên gọi là đưa chìa khóa xe cho phụ nữ lái xe nha. Cái này là không được. Được chưa? Lúc nãy chỉ là lỗi kỹ thuật thôi nhá. Ui dồi. Không sao, tôi chỉ phá có mấy cái cột thôi mà. Nhà giàu có gì đền tiền lo gì. Ui chết. Xe hỏng phanh.